Dung làm hai món xong rồi này cô chú anh chị và các bạn, thịt rim nước dừa màu vàng ươm luôn nè, rồi là củ sắn xào với tôm. Hello, Dung kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung vào bếp Dung làm hai món thịt heo rim bạc như nước dừa, rồi là củ sắn đầu mùa xào với tôm nha. Thịt heo á thì Dung cũng rửa qua muối với chanh rồi, nó đảm đi cái mùi tanh của thịt heo á. Dung mua cái loại thịt heo này á, nó có bở bể này, mình rim mặn rồi em mình chớ nước dừa trong lon này ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Tôm xào với củ sắn á, Dung gụng tôm á, Dung gụng lột vỏ ra rồi Dung ướp xíu muối, chút xíu đường, luộc bỏ hành lá vào cho nó thơm. Rồi bên đây là có hành này, tỏi này, ớt này, một hành củ, hành lá mình cắt mình bỏ ra thơm, rồi một chén hành lá nữa nè để mình xào củ sắn rồi mình bỏ vào cho thơm luôn. Hành hương cắt ra rồi là Dung bo cho vào gói mình giả. Rồi cắt ba cái tỏi luôn, rồi mấy cái ớt luôn. Đây là cắt mấy cái ớt cay nè, ba cái ớt cay, rồi cho vào gấu, ớt, tỏi, hành mình giả mình ướp á là nó thơm. Mình giả hành, tỏi, ớt này nè, mình ướp thịt ăn thơm lắm. Rồi ai Dung cho ớt, tỏi, hành vào cái thau thịt này nè, giờ là mình ướp. Dạ đó, Dung cho vào chút xíu muối nè, ít muối thôi. Dạ rồi là một muỗng nước mắm thơm, muỗng nước mắm thơm, nước mắm thơm, nước mắm ngon luôn. Một muỗng bột niêm gà. Xíu mật ong, xíu mật ong cho nó cái màu cho nó đẹp mà nó thơm, nó mềm miếng thịt luôn. Rồi là Dung cho vào chút xíu nước nước màu á, nước màu dừa á. Dạ. Nhóm giọt thôi. Cho vào xíu màu dừa. Yeah. Rồi cho tiêu vào. Dung trộn đều lên, trộn đều lên, Dung đỡ 15 phút. Đó. Dung trộn đều lên hết rồi là Dung đỡ 15 phút cho thịt nó thấm. Rồi bây giờ là Dung gọt củ sắn, rồi Dung cắt củ sắn lên. Củ sắn đầu mùa ở Mỹ này, sáng đầu mùa là ăn ngọt lắm nè. Ở chỗ Dung ở bên Việt Nam á là hiện bây giờ là cũng đầu mùa củ sắn á. Mỗi khi mỗi năm một hồi xưa chứ, mỗi khi hồi xưa Dung nhớ bên Việt Nam á, đó mùa củ sắn á là đi mua củ sắn ăn nó ngon, chấm với muối ớt ăn ngon lắm. Mà hôm nay á Dung xào với tôm á, mình bó hành, lá hành vô nữa ăn ngon lắm. Dung cắt củ sắn á, lát mỏng mỏng ra rồi nha, Dung cắt nhỏ trở lại nữa. Củ sắn tươi quá, tươi trắng luôn, ăn rất ngọt, ăn ngọt lắm nè. Dung cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng dài dài vậy nè. Sáng nay chắc là nước nhiều lắm này, nó tươi á, nước nhiều ngọt
Wow, bột củ sắn mà vô cắt ra một dĩa luôn nè, quá trời nhiều nha. Cắt bột nắm hành củ, hành lá mình bỏ lên với thịt rim, nước dừa cho nó thơm, cho nó ngon. Chảo nắm rồi á, vô cho vào cái xíu dầu. Dầu nắm rồi á là vô cho thịt vào. Dùng gam nó vàng qua một bên á, rồi để dùng với sữa qua rồi để dùng với chứa nước dừa tươi vào, nước dừa trong lon á làm nó tươi ngon lắm. Thịt đã rám một bên rồi á là dùng chở qua cho hai bên đều rám hết rồi á là mình cho vào nước dừa riêng là ngon nha. Thịt thấm đều hai bên hết rồi á, giờ là dùng cho nước dừa trong lon á vào. Cho hơn nửa lon thôi. Rồi á là dùng mở lửa riêu á, để dùng riêng lại cho thịt nó thấm vô nước dừa, còn nó keo lại cái nước nữa, ngon lắm. Chảo dầu và nắm rồi, bây giờ dùng xào củ sắn với tôm á, dùng bỏ tỏi hành vào, dùng phi lên cho nó thơm, tỏi hành vào phi lên thơm, rồi dùng bỏ tôm vào, tôm vô một nước qua muối với đường rồi á, rồi dùng bỏ tôm vào. Tôm này đã nhỏ ngon lắm, tôm gì mà ngon lắm. Dạ, dùng xào lên, tôm nó vừa chín tới là bắt đầu dùng bỏ củ sắn vào. Rồi, tôm vừa chín tới này, rám vừa chín tới, thơm quá rồi, dùng cho củ sắn vào. Hai món này là mình xào ăn ngọt lắm này. Dùng trộn đều lên, còn nhiều lên cho củ sắn nó thấm mà tỏi nè, hành nè, tôm nè. Rồi á là vô cho vào chút xíu muối, rồi là một muỗng bột niêm gà. Củ sắn nó ngọt rồi á là vô không có bỏ đường. Xào lên cho nó chín rồi nghĩa là dùng bỏ hành lá vào. Rồi củ sắn tôm thấm hết rồi á là giờ dùng cho vào một nắm hành lá, bỏ vào nắm hành lá mình trộn đều lên rồi là dùng tắt bếp. Wow, ngon lắm này, món này lâu lắm rồi dùng không ăn này, ngọt giòn ngon lắm này, dùng thử hả, ngon lắm á. Wow, ngon ngọt giòn giòn ngon lắm. Rồi là dùng múc ra dĩa luôn này, nắm hỏi luôn, thơm phớt luôn. Rồi cái bên này là cái chảo thịt á, là cái nước dừa riêng nó cũng gần sắc nước xuống hết rồi này, màu sắc đẹp luôn này, thơm quá luôn. Dùng rưới vào chút xíu tiêu nữa nè, rồi bỏ vài cọng rau húng đó cho nó thơm mà nó nhìn cho nó đẹp mắt mà đẹp quá luôn ha cô chú chị các bạn. Rồi củ sắn xào với tôm. Rồi chảo thịt bên này là cũng cạn nước rồi nè, sắc nước hồ thấm quá luôn nè, màu sắc đẹp quá luôn nè. Wow, đó, thơm lừng luôn. Bên này vàng hơn, màu sắc đẹp quá rồi. Rồi thấm rồi đó, bây giờ là dùng cho vào hành củ hành lá nữa để nó thơm nữa. Wow,
Dung làm hai món xong rồi này cô chú anh chị và các bạn. Thịt heo rim nước dừa với củ sắn xào với tôm á, Dung làm xong rồi này cô chú anh chị và các bạn. Vậy là Dung mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Thịt mềm nè, vàng ươm luôn, là giờ Dung cắt ra nè, cắt ra miếng thịt mềm mại lắm. Rim vậy mình ăn á ngon thơm lắm. Rim cái gì trắng rồi? Mặn như nhừa dạng luôn. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng với gia đình của Dung. Ok. Dạ, thịt rim mặn nước dừa. Mời. Củ sáng sần với tôm. Ok. Dạ, Dung mời nha. Món này món đặc sản. Hai món đặc sản hết luôn. Món này đặc sản miền Trung này. Ngon. Món này món đặc sản này. Đó. Còn rất là món thơm. Anh đang bạn nói món củ sáng. Xào những tôm là món đặc sản của miền Trung. Biết bao lâu mới ăn lại cái này nè. Dạ. Ngon quá, thịt mềm mại ngon quá luôn, thơm nước dừa luôn. Nó có ăn hoài đó. Là rất là khéo luôn. Mặn bàn thơm ngon. Một món mặn, một món xào ngon. Mặn thế nào? Uống sáng là đầu mùa này xào ăn ngon lắm. Lâu lắm rồi là Dung cũng như ăn qua nè. Ngon lắm. Nếu bên Việt Nam á, là hiện giờ tháng này là bên có mùa củ sáng á, là nhà Dung cũng thường xào ăn ngon lắm. Ngọt ngon ha, giòn giòn ngon. Xào khô có nước không? Nước chả ngọt không? Củ sáng xào là ăn không ngon. Không nước, không nước ngọt. Có nước ít ít á. Nước ngọt. Ngon quá. Thơm. Lâu lắm rồi mới ăn lại củ sáng. Việt Nam mỗi năm mới được ăn phải không? Việt Nam thì mỗi năm mà tới tháng có mùa có mùa không? Dạ. Tới tháng này là tháng 11 á. Tháng âm thôi chứ. Bên Việt Nam á tháng âm là tháng 11 á là có củ sáng. Dương là tháng 12 tháng 1. Thế là có chưa? Đó, hiện giờ là đang có bên Việt Nam á. Không mấy được đâu mà, có 1 âm chưa? Dạ. Gần tháng 11 thôi nên. Gần tháng 11 âm. Ở bên Mỹ thì gần tháng 12, tháng 12. Ngon á. Ngâm thử miếng thịt qua. Thế đây này, có không biết. Một món, Dung làm hôm nay á, một món bạn màng đậm đà, rồi một món rau. Thành là hôm nay không có gì ở rau xà lách lên bàn. Mấy ngày nay á mưa quá trời mưa luôn, thành không Dung chưa có ra vườn được, rồi mưa nó gãy mấy bụi bông luôn à, bông nhỏ bông chẳng thọ nhà hôm nay khôi xuống chị các bạn, bông nó gãy mấy cây nhánh uổng quá, Dung bẻ vào Dung cắm vô bình thấy còn đẹp quá nằm. Dạ. Đẹp mà đúng đâu. Gió Dung thích bông chẳng thọ đó, nó lâu tàn. Chắc phải bông hồng hả? Dạ, bông hồng cũng đẹp nhưng mà bông nhân thọ này đó. Mỗi năm cứ mình trồng xong rồi Dung lấy giống á, Dung để dành đấy, Dung gieo, Dung trồng nữa. Quá trời đẹp luôn này, ngon luôn. Dạ. Ngon ha? Ngon là mềm được. Thịt mềm mại mình rim nước dừa là nó mềm mại ngon lắm. Thịt mềm, cái màu thịt này cũng quá trời đẹp luôn. Trời, mình khen dữ ta. Dung mong cô chú anh chị và các bạn thích video này nha, ủng hộ Dung Richmond. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ bên gia đình. Thank you, bye bye, thank and see you again. Thank you.